Một bộ phim 18 cộng nói về cô gái làm nghề mại dâm, mang thân thể của mình để kiếm tiền. Câu chuyện xoay quanh cô gái tên là Alice, một cô gái có ngoại hình xinh đẹp. Cô buôn bán online nhưng lại rất ế ẩm, không có cách cứu vãn. Cô đã chuyển sang rẽ ngã khác, đó là bán dâm cho những khách hàng có nhu cầu. Cô còn đăng tin lên những web sex để giao bán thân thể. Waiting for you.